Người bán bánh mì đã rất bất ngờ khi thấy được sự xuất hiện của một người đàn ông phương Tây đến mua hai ổ bánh mì. Bà còn vui đến phát khóc khi biết đó là đương kim Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Nhà lãnh đạo giản dị ngồi ăn ngay trên vỉa hè và chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông thưởng thức bánh mì và thực sự yêu thích vị tươi mới trong các món ăn Việt Nam, và rằng người Úc ăn món ăn Việt Nam hàng ngày từ khoảng 300.000 người Việt định cư ở Úc. Thủ tướng Úc cũng tiết lộ Việt Nam là thị trường xuất khẩu các mặt hàng bột mì và thịt bò lớn thứ hai của Úc, và bột mì là thành phần chính chế tạo nên bánh mì của người Việt Nam.